Bà Hằng bị khởi tố, trong khi Đinh Lan, kẻ vu khống, lại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thưa quý khán giả thân yêu của Bản tin Online, những ngày vừa qua, liên quan đến câu chất vấn của đại biểu Gia Lai cũng như cách trả lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bản tin Online đã nhận được nhiều phản hồi, nhiều ý kiến và nhiều quan điểm góc nhìn của khán giả về sự việc này. Trước tiên, Bản tin Online xin ghi nhận tất cả những bình luận của quý vị. Và trong những video tiếp theo, Bản tin Online xin phép quý vị chắc là một số góc nhìn từ quý vị để chúng ta cùng nhau tiếp tục mổ xẻ các vấn đề và làm rõ các khúc mắc xoay quanh vụ án của bà chủ Đài Nam. Với hy vọng, dù nhỏ nhoi thôi, biết đâu sẽ có lúc những khúc mắc nút thắt này được cơ quan điều tra lật lại và làm rõ ngọn ngành. Tương tự như vụ án gần đây, Bản tin Online đã thông tin đến quý vị. Biết đâu được, đúng không ạ? Và cung cấp lên tiếng nói của mình, cảm thấy không thỏa đáng và chỉ ra điểm vô cùng bất thường trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Khi trong số các nhân vật được cơ quan điều tra kết luận là bị hại của bà Phương Hằng lại có tên nhân vật Đinh Lan. Tác giả Phương Dung Lê đã có bài viết về vấn đề này. Bản tin Online xin phép tác giả được chia sẻ nội dung bài viết đến cộng đồng fan chính nghĩa, góp thêm một tiếng nói, một góc nhìn xoay quanh những điểm khó hiểu trong drama của bà Phương Hằng trong thời gian qua. Sau khi xác nhập vụ án với Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, đầu tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ án để cơ quan điều tra làm rõ vai trò đồng phạm, đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến chị Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án để Công an thành phố Hồ Chí Minh gộp vụ án để xử lý theo quy trình tố tụng. Theo kết luận, khoảng tháng 3 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, CEO Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream để nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ và bình luận. Tại các buổi live stream, chị Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của một số người như Hoài Linh, Vi Oanh và bà Hàn Ni. Những cá nhân này rõ ràng không phải là tổ chức nhà nước. Quá trình điều tra, CEO Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà chị phát ngôn về các cá nhân trên là do đọc trên mạng Internet, báo chí và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ. Còn theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định có 6 bị hại của chị Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, các bị hại của chị Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo gồm Hê Hoài Linh, Đinh Thị Lan, Huỳnh Minh Hưng, Thợ Hát Đàm Vĩnh Hưng, Đặng Thị Hà Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Thợ Hát Thủy Tiên, cung châm là Lê Công Vinh. Trừ bị hại Đinh Lan là một kẻ vô danh tiểu tốt, còn lại 5 người kia đều là những người nổi tiếng, nhà báo, luật sư, hề, thợ hát, cầu thủ, thợ cắt tóc. Lê Phương Dung xin chia sẻ cùng các bạn rõ hơn về bị hại Đinh Lan. Đinh Lan là một nhân vật tự xưng mình là CEO của một doanh nghiệp riêng và tự khoe khoang hiện đang theo học tại hai trường là trường Y Dược Lê Hữu Trác và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ả Lan cũng tự xưng mình quen biết và thân thiết với nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz như Hồng Vân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên hay Vũ Khắc Thiệp. Tuy nhiên, kể từ khi người đàn bà nhiều chuyện này chen chân vào drama của CEO Nguyễn Phương Hằng tố cáo lang băm siêu bịt bợm Võ Hoàng Yên thì mới được mọi người biết tới nhiều hơn, nhưng là biết tới với quá khứ lừa đảo. Cụ thể, có một tài khoản đã nhắc tới người phụ nữ này từng lừa đảo mình và nhiều người khác. Một nguồn tin cũng đã gọi điện thoại trực tiếp tới CEO Nguyễn Phương Hằng và cung cấp thông tin chi tiết về ngôi nhà mà kẻ bị hại Lan đã thuê trước đây, kèm theo những thông tin khá thú vị. Không những thế, bị hại Lan cũng thường xuyên live stream vu khống xuyên tạc rất nhiều về cá nhân CEO Nguyễn Phương Hằng và Đại Nam. Hiện không biết Đại Nam và cơ quan chức năng đã có động thái làm việc pháp lý với nhân vật tên Lan này hay chưa. Nhưng thiết nghĩ, nếu những thông tin vu cho Đại Nam cướp đất, nợ nhiều tiền phải bán Đại Nam, mà kẻ này vẫn rất ngang nhiên, ngồi xổm trên pháp luật, nghiễm nhiên trở thành bị hại, thì quả là điều bất bình thường và không thể nào tin nổi. Vâng thưa quý vị, nhân vật Đinh Lan quả là trường hợp rất đặc biệt mà Bản tin Online thiết nghĩ. Chúng ta không thể nào bỏ sót trong drama của bà Phương Hằng khi nhân vật này nực cười thay, kẻ vô danh tiểu tốt không ai biết tới, tìm cách để có tên tuổi trong drama của bà chủ Đài Nam bằng cách khơi mào bôi nhọ bà Phương Hằng và xuyên tạc bịa đặt những thông tin sai sự thật về Đài Nam. Nhưng rốt cuộc, lại được kết luận là bị hại, thiết nghĩ,
Riêng về trường hợp Đinh Lam thì cần lắm sự điều tra cặn kẽ và làm rõ nguồn cơn. Tại sao bà Phương Hằng phải chửi một kẻ vô danh tiểu tốt không tên tuổi như Đinh Lam? Nếu như không phải, chính Đinh Lam là người đã châm ngòi, bêu rếu, kích động, xuyên tạc và bịa đặt để bôi nhọ bà chủ Đài Nam cũng như doanh nghiệp của bà. Riêng trường hợp Đinh Lam đã là một dấu chấm hỏi cực lớn cho kết luận của cơ quan điều tra về drama của bà Phương Hằng. Còn quý vị, theo quý vị, tại sao một tiểu tốt như Đinh Lam sai phạm rõ ranh ranh như ban ngày mà vẫn ngang nhiên ngồi xổm trên pháp luật và nghiễm nhiên trở thành bị hại như cách nói của tác giả Phương Trung Lê? Để lại ý kiến của quý vị về điểm bất thường này ngay dưới video này quý vị nhé. Chúng ta sẽ còn tiếp tục đi tìm lời giải đáp cho nhiều nút thắt khác nữa liên quan đến drama của bà chủ Đài Nam trong các video tiếp theo. Tín hiệu vui từ câu trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Thân chào quý khán giả thân yêu của Bản tin Online. Như trong video trước, Bản tin Online đã đề cập đến câu hỏi chất vấn của đại biểu Gia Lai liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng khi vị này cho rằng phải chăng người có tiền thì bị xử lý chậm, thì rất nhiều khán giả của kênh cũng để lại ý kiến về câu chất vấn này cụ thể như sau. Có thể hiểu câu chất vấn này như sau. Phải chăng người có tiền thích được tạm giam lâu? Vụ án chuyển lộn mà tôi cứ ngỡ là vụ án chính trị phức tạp. Ông đại biểu hỏi kiểu chung chung, theo tôi chưa rõ ý lắm, phải chi nói lên mạng đấu tố qua lại và tố giác tội phạm sao lại xử lâu như vậy thì còn đỡ, không biết đây là giúp hay là hại nữa. Và như Bản tin Online đã chia sẻ từ câu chất vấn tạo áp lực này, rất có thể nhiều hệ lụy sẽ xảy ra. Đặc biệt chúng tôi khá quan ngại khi không ít thành phần chống phá nhà nước vẫn chực chờ sơ hở để bắt lấy nhiều phát ngôn để xuyên tạc và bôi nhọ chính quyền nhà nước. Và trong video này, như đã hứa cùng quý khán giả thân yêu của Bản tin Online, chúng ta sẽ tiếp tục nghe câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về câu chất vấn khá nhạy cảm này rằng phải chăng người có tiền thì bị xử lý chậm? Thông tin đến quý vị. Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Bộ Thông tin và Truyền thông lúc nào cũng coi thể chế là số 1. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề thể chế đi sau như xử lý vụ livestream của bà Phương Hằng. Thời điểm đó chưa có quy định pháp luật quản lý hành vi livestream. Sau khi rà soát, cơ quan chức năng đã 2 lần xử phạt hành chính và hiện đã xử lý hình sự. Bộ trưởng cho biết đã sửa đổi Nghị định 72 và đã trình Thủ tướng có thể ban hành cuối năm nay. Quý vị khi tiếp nhận thông tin này thì quý vị nghĩ đến điều gì ? Bản tin Online xin chia sẻ góc nhìn cảm quan của cá nhân để quý vị nghe thử xem có hợp lý không quý vị nhé. Và nếu có điểm nào quý vị thấy nên bổ sung thì Bản tin Online cũng rất mong nhận được những phản hồi từ những khán giả yêu thương của kênh. Bởi từ nhiều góc nhìn thì chúng ta sẽ có thêm nhiều khía cạnh để đưa những vấn đề này ra tranh luận và cùng nhau làm sáng tỏ đúng không ? Trước câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì Bản tin Online cho rằng đây là một tín hiệu vui trong thời điểm này đối với vụ án của bà chủ Đài Nam thưa quý vị. Như chúng ta đã biết, vụ án này tính tới bây giờ là đã hơn 7 tháng, là một khoảng thời gian khá dài khi bà hàng 5 lần 7 lượt bị tạm giam và cũng 5 lần 7 lượt nhập trả hồ sơ. Xét ra, đây là một vụ án có tính chất phức tạp. Phức tạp ở đây, như Bộ trưởng cũng đã chia sẻ, quý vị chú ý đoạn này nhé. Bộ Thông tin và Truyền thông lúc nào cũng coi thể chế là số 1. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề thể chế đi sau như xử lý vụ livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Thời điểm đó chưa có quy định pháp luật quản lý hành vi livestream. Cơ quan chức năng đã dùng những thể chế cũ xử phạt hành chính 2 lần, sau đó chuyển cơ quan công an xử lý hình sự và đang thực hiện. Như vậy, tính chất phức tạp của vụ án là vì thời điểm drama nổ ra chưa có quy định pháp luật quản lý hành vi livestream. Và cơ quan chức năng vẫn đang dùng những thể chế cũ để áp vào vụ án này. Vâng thưa quý vị, ai cũng biết, bà Hằng không phải là trường hợp đầu tiên chửi nhau trên không gian mạng khi trước bà, rất nhiều nghệ sĩ đình đám cũng livestream đầy chợ búa công khai miệt thị chỉ trích nhau. Cũng một số trong các nghệ sĩ này liên tục bị xử phạt hành chính. Và bà Hằng xét ra, tội thì cũng là tội chửi nhau trên mạng xã hội. Điểm khác biệt ở đây là vì bà chửi hay quá nên nhà nhà người người ngày ngày ngồi chờ đợi bà livestream chỉ để nghe bà chửi. Thành thử ra, độ phủ cho các livestream này quá rộng. Suy ra, mức ảnh hưởng của bà quá lớn đã khiến câu chuyện tố qua chửi lại trên không gian mạng đã bị khởi tố tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Bản tin Online tự nhiên nghĩ,
Cũng tương tự, vụ Võ Hoàng Yên lừa đảo không bị khởi tố vì không đủ cơ sở để khởi tố. Vụ Hoài Linh ngâm 14 tỷ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Và tiếp tục, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Bộ Công an kết luận không gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do quá trình rà soát, cơ quan chức năng làm rõ lượng tiền vào tài khoản từ thiện còn ít hơn số tiền mà các cá nhân trao đến cho người dân. Những kết quả điều tra này như báo chí đưa tin là dựa trên xác nhận của các địa phương. Vâng, dựa trên xác nhận của các địa phương. Mời quý vị xem kỹ các hình ảnh mà bản tin online đăng tải đến kèm. Nhưng Võ Hoàng Yên có dùng việc chữa bệnh, mạo danh thần y để lừa đảo và trục lợi trên lòng tin của bệnh nhân, trên niềm tin của các mạnh thường quân có hay không? Võ Hoài Linh có ngâm 14 tỷ suốt 6 tháng trời không giải ngân và có vẻ như cũng không có ý định gì thông báo về khoản tiền này. Nếu bà Hằng không cui ra con số nằm im ỉm cả nửa năm ấy có hay không? Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng thiếu minh bạch trong sao kê giải ngân hoặc chuyển tiền sử dụng số tiền sai mục đích ban đầu có hay không? Và loạt các vụ việc khác nữa. Nhưng kết luận đưa ra chỉ là vì không đủ cơ sở, không đủ căn cứ và không có dấu hiệu tội phạm. Hay nói như Duy Mạnh, những nghệ sĩ này thoát tội là do kẻ hở của pháp luật chứ hoàn toàn không vô tội. Nhưng còn bà Hằng, vẫn còn quá nhiều bỏ ngỏ trong vụ án này, như Bộ trưởng khi trả lời chất vấn trong việc lúng túng chậm xử lý do trước đó chưa có thể chế nào, quy định nào quản lý về hành vi live stream nên đang dùng thể chế cũ để áp vào vụ án. Có cái gì đó mà nhiều người cho rằng nó ngược ngược trong cách xử lý ở cặp vấn đề tư thiện của nghệ sĩ lẫn vụ chửi nhau của bà Hằng mà bản tin online không biết phải gọi cụ thể là gì. Nếu quý vị biết, quý vị để lại góc nhìn của quý vị về cách xử lý giải quyết của cơ quan chức năng liên quan đến hai vụ việc này quý vị nhé. Nhưng dẫu sao, từ câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì chúng ta vẫn có thể hy vọng trong trường hợp khả quan nhất khi chưa thu thập đủ các chứng cứ thuyết phục để định tội danh 331, bà Hằng sẽ nhận mức án nhẹ hơn. Hoặc trong khả năng mà cộng đồng fan chính nghĩa vẫn luôn mong đợi, đó là tòa sẽ đình chỉ vụ án, tuyên bà Hằng vô tội, biết đâu. Bởi vụ án này có thể coi là trường hợp đặc biệt khi trước đó chưa có thể chế quy định nào quản lý về hành vi live stream. Nên chúng ta vẫn có quyền hy vọng về cái kết như cộng đồng fan chính nghĩa vẫn luôn mong đợi. Đúng không thưa quý vị?